Hồi nãy chạy chó Phú Quốc Sài Gòn có quay clip của con Mận á, thì con đó nó gặp mình thì nó không nấm này thôi, còn bây giờ là lấy á, nó mình đi rồi á, thôi cái nó bung dáng rồi, cái lưỡi đốm rồi. Bé này là mình nuôi từ nhỏ luôn nha. Nuôi từ nhỏ đó. Bây giờ là được 13 4 tháng á, chúng mất rồi. Chứ mình chưa khai thác bây giờ luôn. Bây giờ cho được nhiều quá, với hai con này cũng mến tay mến chân. Mận ơi, Mận Mận hồi xưa con này lý do đặt tên Mận là nó hay mấy trái mận ấy, nó rơi rụng xuống ăn mận suốt luôn, đặt tên nó Mận. Bé này được cái là anh em nào mà nuôi chó cái mà cảnh xa cần mà vô được phối á, ôm mà giờ mang phối đi nó cực quá thì mua em này về phối được. Tại em này thì được bị cái gì nè, là nuôi từ nhỏ trong vườn ít ai đụng tới cho nên nó cảnh giác người cao lắm. Mận mận đi con, đã kêu rồi nó vẫn nghe bình thường, nó biết tên. Con này á, đặc biệt cái lợi đụng nó mọp xuống rồi. Mận ơi. Mọp chứ nó không có giữ nha mấy con kia. Con này giờ có con vàng quá rồi, với cái con bụng gần hai con nó giờ giống luôn rồi, nó chạy vòng 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 rồi. Các bạn cứ quan tâm cái chó Phú Quốc thì cứ ghé chạy mình, chạy mình đi nằm ở cầu Rạch Ván á, cầu Rạch Ván xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ của mình là 0989 356 396. Fanpage thì các bạn cứ lên Facebook, bạn search ra chạy chó Phú Quốc Sài Gòn, hoặc kênh YouTube đó, chạy chó Phú Quốc Sài Gòn. Dáng nó dũng mãnh nè, gọn. Chung mình nhốt hoài mình thấy tội nghiệp, giờ chia sẻ anh em là cái nhu cầu á mình xả giống ra.